Alo, chào bạn nhé. Mình đang có nhiệm vụ, các bạn đăng nhập là nhận được xe mới, đăng nhập 5 ngày nha. Nhiệm vụ vẫn còn á, nên mấy ngày tiếp theo thì các bạn vẫn đăng nhập được. Máy xúc tóc, xe cần cẩu các bạn à. Cái xe kiểu này mà nhỏ mà thấy là kêu xe cần cẩu, xúc luôn rồi. Reno nha, mấy xe cục xúc kiểu này là chỉ có Reno thôi, mấy kè giờ cần cẩu các kiểu bựa vậy. Tuyệt chiêu động từ năng lượng lưu lại 70%, khi động từ hoặc nữa thân sau bị va chạm thì có xác suất 63% trong 5 giây, tốc độ tối đa cộng 3 mấy giờ, sức mạnh bước cộng 5%. Tuyệt chiêu cũng kiểu là va chạm nha các bạn. Xe B mà bự như xe A. Đồ xe B mình bự hơn xe A luôn. Đó, skill lên. Như nó lụi lụi mình là lên skill tỷ lệ cao lắm, sáu mấy phần trăm rồi. Cứ lụi là cái skill thôi. Màu phết. Vậy mới lắng được mấy con A chứ. Ủa lấy trời, lăn đi, cứ lăn đi, cái lăn lực dữ ta. Ui mà nó bẻ hướng qua kia được luôn hả? Nó sao nó chuyển hướng mạnh dữ ta? Phải liều thôi. Chủ u đỉnh vậy trời. Mấy sự chuyển hướng quá ghê. Ào nhảy đạn cấp quá mà sao mà chịu nổi. Sự chuyển hướng quá kinh khủng. Đồng dữ trời. Chiều auto lên luôn không? Bày lắng chiều auto boost luôn. Trời ơi, cảm ơn các bạn đó ghê luôn á. Vừa có skill xe mà vừa có cái boost vượt của cái SU nữa chứ. Không thật sự. Nó map này tên nó tốc độ nó khủng. Thằng thế nhờ. Được cái mấy đứa tụi nó lụi, mình có skill mới sướng thiệt. Bên này vô ranh lắng với mấy người à, ok nè. Tính là tôi đang chạy xe B luôn á. Nó chạy có xe T nó kêu chấp 10-15 giây. Wow. Không để ý một cái thôi là nó khởi động trượt vô mình. Cái này trượt cha nó. Rồi.
lắng đi, tôi có skill. Rồi bút tóc với một tí khả năng đẩy tóc nha. Đồng tường cũng có, đồng ngon. Sao? Nói chung nó lắng lực thiệt sự luôn á. Nói chung lắng được cái lên skill thôi, chứ thực sự con này nó chống đụng không thể. Nó không có skill chống đụng với cái khả năng chống đụng cơ bản của xe của nó, không bằng nó con xe A được. Không mà chống đụng của một con B. Kéo mít luôn. Về kéo mấy đoạn này nó hơi cực sức. Hai con số T luôn à. À nhà sao đây? Tông luôn. Nó ghiền đâm nít mình ta. Nãy giờ chạy có skill hoài luôn. Nó cái đâm nít miết kìa. Xe này nó phải làm thêm cái hiệu ứng ở phía trước xe nữa. Chạy gì tăng tốc lên là lấy cái cẩu gì vậy, xúc đất vậy vậy nó mới hài. Có hai cái xu lần mà nãy đến để dành để ao nhây mà tụi nó không lên. Thì quên xài nữa rồi. Mấy hai cái. Không sao, xài cái này cũng được mà. Mắm này nhiều đoạn xài ISO lắm. Còn cái nữa chỉ đích xài, là đẹp. Đoạn ISO các bạn xài mấy cái đoạn chữ U là đẹp. Ok luôn. Vào mà nó tông giờ. Nó tông dữ thiệt. Đúng này kiểu như tông thật sự được cái skill. Chứ tông của thứ A không lại. Cho nó thêm cái skill tăng 40% khả năng chống đụng nữa chứ. Là muốn sướng. Em đi cho. Bắt đầu thấy thích tê bằng thấp được tông gì đó mà giờ không thấy đâu nữa. Ai có thể ISO đoạn này thì là tới phục kia ISO cũng được. Cái này cũng còn là mát nhiều chỗ ISO á. Tấp để vào đất cũng được. Đất như bữa nào là rít nó đâu giải để về đất ông nhảy. Mấy cái góc, tại mấy cái góc này nó cũng không đến mức về ICO xịn lắm. Mấy góc chúng ta còn có thể chuyển hướng qua được mà. Ok, clip của mình đến đây thôi nha. Các bạn xem clip thứ hai đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nha mấy bạn.
Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn trong clip sau nhé. Bye bye.